Xin chào tất cả bạn. Hôm nay mình sẽ đọc hộp tờ điện Fujifa 6000 nbps chạy điện 12V, chạy bằng bình ắc quy 6000 nbps nhân với 0,45 sẽ ra 2,7 tấn, được kéo lên tới 2,7 tấn. Nhãn hiệu Fujifa, công nghệ Nhật Bản. Đây là hộp nhận sóng. Hộp nhận sóng này gồm có 5 dây, trong đó 3 dây được liên kết với 3 cực ở trên motor. Một dây còn lại là dây này, được liên kết với cực dương của bình ắc quy. Đây là dây cực âm. Dây cực âm này thì được liên kết với cực phía dưới cuối cùng của motor. Cái dây nhỏ này là dây tiếp điện. Đây hộp nhận sóng. Hộp nhận sóng thì có thêm cái rắc cắm của điều khiển bấm tay. Đây là điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa nó có công tắc ở bên này, nếu tắt đi thì là không bấm được. Bạn gạt sang này thì công tắc mở. Đây là móc bù lông. Đây là hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp đặt.